Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay mang tên Amy Uruka của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một chiếc vòng tay mang tên là Amy Uruka nhé các bạn. Thì ở đây các bạn sẽ chuẩn bị cho mình, các bạn sẽ thấy đây là mình sẽ có những cái hạt trang trí này với rất là nhiều những cái hình dáng và những cái màu sắc khác nhau này. Bên này thì mình sẽ có chữ luôn, chữ thì mình ghép được cái phần chữ và với cái phần hạt thì để cho cái phần chiếc vòng của chúng ta nó sẽ thêm cái phần đẹp hơn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cần kim để sâu vòng. Và chắc chắn là chúng ta sẽ không thể thiếu cái phần dây chun. Mình sử dụng dây chun này, các bạn có thể dùng dây cước nhưng mà phải là dây co giãn nhé, thì khi mà các bạn làm vòng tay thì các bạn có thể đeo vào tay được. Các bạn sẽ phải thắt nút cái phần bên dưới này lại nhé, để khi mà mình xỏ cái phần chữ và phần hạt ngọc vào thì nó không bị tuột ra khỏi cái dây nhé. Mình sẽ ghép cái hạt ngọc và cái phần chữ vào trên cái phần dây này. Đầu tiên mình sẽ chọn cái hạt màu đỏ màu cam.
Tiếp theo sẽ là cái hạt mầm non. Đây các bạn thấy mình toàn hạt chân rất là bé, mà mình sẽ ghép hạt to nhé. Mình sẽ cho những hạt nhỏ hạt to xen kẽ với nhau. Mình xen kẽ giữa hạt to và hạt bé. Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi. Sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay mang tên Lily Green của chúng tôi. Bây giờ các bạn cùng tôi thực hiện cách làm nhé. Giờ mình sẽ đi ghép cái chữ Lily. Tiếp theo sẽ là hai chữ L cao đấy, hai chữ L. Và chữ cuối cùng sẽ là chữ W nhé các bạn. Như vậy chúng ta sẽ có cái vòng cái phần chữ mang tên Lily Green như thế rồi. Đó thì chúng ta sẽ sở thêm những cái phần hạt ở bên trên cái phần này để cho